Xin chào mọi người. Thì trên bàn đây mình đang có hai cái dòng máy thổi bụi của thương hiệu Tosen. Thì như mọi người biết ấy, thì Tosen về Việt Nam thì nó là một thương hiệu tầm trung. Đấy, tất nhiên nó sẽ hơn rất nhiều hàng nhái, hàng trôi nổi. Thì tuy nhiên nó sẽ không được bằng các hãng lớn như là Makita, Dewalt được. Thì cái đấy là điều đương nhiên. Và cái thương hiệu này là một thương hiệu xuất khẩu của hãng Tosen Trung Quốc. Đấy, nó có rất là nhiều các cái tiếng ở phía giữa hộp máy, hầu hết các hộp máy, các sản phẩm của nó đều đầy đủ các cái tiếng xuất khẩu ở các nước. Vì tiếng Anh, tiếng Pháp, rồi tiếng rất là nhiều nước này, để có hình như tiếng Ả Rập đấy. Thì hiện tại thì Tosen có duy nhất hai cái mã này, đó là mã thổi bụi bằng điện của Tosen. Mã của nó là 760796 và 79604. Thì thực ra nó rất là dễ hiểu thôi. Mọi người nhớ là cái đuôi số 6 này, cuối đuôi 6 là tương đương với 600W, và cái đuôi số cuối là 4 thì tương đương với 400W. Thì về cơ bản thì hai máy này có chức năng là tương tự y hệt với nhau, phụ kiện y hệt với nhau, nó chỉ khác nhau duy nhất đó là công suất thôi. Thì cái dòng máy công suất nhỏ này hơn ấy, 400W thì nó giá hiện tại là 420, và cái dòng công suất lớn hơn 600W đó là 530 thì rất là rẻ rồi. Hàng thương hiệu mà rất là rẻ rồi. Thì Tosen mình đánh giá là chất lượng ở mức tương đối tốt, và cái màu sắc của nó rồi cái ngoại hình của nó ổn. Đánh giá rất là cao dòng Tosen về cái hai giờ. Thế nhưng mình sẽ mở ra cho mọi người coi. Thì nó cũng có đầy đủ các cái ống hút, ống thổi. Đấy, phiếu bảo hành hướng dẫn sử dụng rất là đầy đủ luôn. Thì chúng ta sẽ đi mở ra và sẽ đi sâu vào từng cái chi tiết một của máy. Đấy. Cái màu sắc của Tosen rất là đẹp. Nó là một hãng tập trung, một tương tự như là Inco với Toto ấy. Mọi người biết ấy, cái hai cái hãng Totan và Inco thì có lẽ nó sẽ được nhiều người biết hơn, bởi vì nó đi vào thị trường lâu hơn. Đấy, ok. Thì kích thước y hệt nhau luôn, chỉ khác nhau một công suất thôi. Cái dòng 79604 này nó có một số thông số cơ bản như sau. Đây mọi người để ý đây nhé, nó ở phía cái bên này của máy. Đấy, công suất của nó là 400W này. Điện của nó đương nhiên điện phổ thông này, 220 đến 240. Tốc độ của nó là 1300, và lực cái lượng khí nó thổi ra là 3.0 m³/1 phút. Thì nó sẽ nhỉnh hơn một chút so với cái dòng 79606, đó là dòng 600W. Thì dòng này công suất là 600, đây là 400. Đấy, lượng khí thổi ra là 0 đến 1600, thì trong khi cái này là 0 đến 1300, và cái lưu lượng thổi là 3.5 m³. Thì thực ra nó nhỉnh hơn nhau một chút, nó không hơn nhau quá nhiều đâu. Đấy, thì mọi người tùy theo cái diện tích mình sử dụng. Thì đối với cái này mọi người sử dụng những cái phòng diện tích được khoảng 20-30 m, thì cái này mọi người có thể sử dụng được những diện tích to hơn. Ok, chúng ta sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một số cái máy này luôn nhé. Nên mình sẽ tháo ra. Đây là sẽ có hai đầu, một đầu là lắp ống thổi. Đây là ống thổi này, cầm nó rất là chắc tay. Đấy, vào. Và đây là cái đầu hút của nó. Đầu hút của nó cũng có vải hút của nó, có cái logo của Tosen. Đấy, hàng xuất khẩu mà. Mọi người lắp cái đầu công suất của nó ở phía sau nhé, tay cầm. Giá rất là rẻ, cái này có 420. Đây nó có cái công tắc. À đây là công tắc thôi đúng không? Cái dòng 400W này thì nó chỉ có một công suất thôi. Tuy nhiên là dòng 600W này thì mọi người sẽ có một cái chuyển tốc độ. Đấy, rất là hay, thì mình sẽ lắp vào và chạy thử cho mọi người xem nhé. Ví dụ đây là dòng 400W này. Mọi người nghe tiếng nó này. Đây là thủ trên một cái miếng gỗ mình vừa sử dụng trên đáy tô này. Mọi người thấy rất là sạch luôn. Thì nó chỉ có một cái tốc độ duy nhất, đó là 0 đến 1300. Nhưng cái 79606 này nó sẽ có nhiều tốc độ hơn. Bởi vì sao? Bởi vì nó có một cái điều chỉnh tốc độ. Ống thổi vẫn như vậy, kích thước không khác gì nhau cả, không phải là công suất lớn hơn, là ống thổi to hơn, hay là ống hút lớn hơn đâu, y hệt như nhau. Đây là dòng mình sẽ chỉnh từ nhỏ đến lớn cho mọi người nghe này. Đây là từ nhỏ này, thổi rất là lớn, to một chút và to hẳn. Mọi người nghe thấy
tiếng của nó khác nhau rất là nhiều nhá. Thì mình sẽ bật từ hai cái này, cái bổ trong hot này. Đấy, gần như nó lên tốc luôn là 1300, mà cái này lên từ từ này, chỉnh từ từ này. Đây là cao nhất đây, rất là hay, nhỏ gọn, màu sắc và hình thức rất là bắt mắt. Đấy, đây là hai dòng máy tính. Thì sản phẩm này bên mình đang có bán trực tiếp tại cửa hàng ở số 65 Vệ Hồ, hoặc là mọi người mua trực tiếp ở website, hoặc là qua cái hotline tổng đài là 0867703778, thì có số Zalo được trực tiếp để mọi người nhắn tin và tư vấn. Thì mọi người cũng có thể mua trên các sàn thương mại điện tử ví dụ Lazada. Thì mọi người vui lòng là tìm hiểu cái thông tin chi tiết từng dòng máy ở phía dưới phần mô tả, hoặc là liên hệ trực tiếp với cửa hàng nhé. Đây, hai dòng máy của đây là hai dòng duy nhất của tôi xem, nó không hãng không có một dòng nào khác cả. Đấy, bên mình lấy đủ hai dòng luôn. Đấy, cảm ơn mọi người đã theo dõi video.